Ok, thì giờ mời các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái clip này về Steam, mà mình sẽ làm về hai vấn đề nó gộp chung vào một cái clip luôn. Đó là về phần Summer Sale sắp tới á, thì cũng biết nói sao ta, một năm á, thì thường là Steam á, thì nó sẽ cho ra các bạn là 4 đợt sale thường nha, trung bình nha. Thì những cái ngày đặc biệt thì nó không nói, nhưng mà những cái ngày mà chính á, mà năm nào cũng sale á, thì mình có những cái ngày ghi như sau nè, bạn coi luôn. Đó thì Steam Summer Sale thì sẽ thường ở cái năm trước thôi nha. Năm trước thì sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 là Summer đây, và mình nếu mà tháng 6 này mình cũng sắp tới rồi nè, sẽ có đợt sale này. Mình nghĩ là hai cái đợt sale lớn nhất á, là Steam Summer Sale với lại Winter Sale, hai đợt lớn nhất. Là bữa đầu giữa năm là mùa hè này với lại mùa đông cuối năm nó sẽ sale. Nhiều game khủng cũng sẽ sale về cái chỗ này lắm, lúc này lắm. BOBG thì sắp tới mình cũng không biết sale hay không, tại vì theo mình nghĩ là lượng người chơi thì nó nói là thông số người chơi cũng đã giảm, thì mình nghĩ là nếu như có thể thì cũng sẽ sale, mà sale thì cũng khoảng từ có thể là 10% hoặc là 20% thôi, tùy. 20% là thấy hết đát rồi, hiếm khi nào mà nó sale lên lắm, quá lắm luôn 30 thôi, mà quá lắm là 30 thường người ghê lắm. Còn hai cái đợt sim phụ là Halloween Sale và Black Friday Sale. Black Friday thì mình cũng không nhớ là nó sale game gì nữa, nhưng mà Halloween Sale thì thường là nó sale mấy cái game kinh dị là chính, theo cái thông đó mà. Nhưng mà cũng không phải nhất thiết là cũng phải tới 4 ngày này đâu. Thì hiện tại thì nếu như các bạn nếu muốn coi những cái đợt sale nó có sale game gì đó, thì các bạn vào store nè, phần store các bạn nhấn vô chữ special ở đây nè. Đây, nó hiện lên rất là nhiều game mà đang sale. Cũng giống như ba game mà mình thấy là đợt này nó sale đấy khủng nhất. Những cái game thôi, nói chung là tất cả những game này trên như đây nè. Tom Clancy The Division nè. Game này nếu theo thánh về cốt truyện á, thì mình thấy nó cũng khá ok rồi, không đến nỗi là tệ lắm. Chỉ điều online lại gặp hack. Nghe trên mạng nó vậy chứ mình cũng chưa mua mình chơi nữa. Nhưng mà đời lại thấy cốt truyện nó mình hay thiệt, tại vì mình đã từng chơi thử rồi đó. Mình biết có cái đợt sale nào nó cho chơi free 4 ngày á, mình chơi thử rồi, mình biết nó có thấy cũng khá hay. Warhammer thì mình biết rồi. Ai biết dòng này mình không có biết, game này cũng khá hay. Pro Car thì đem đua xe nè. Sale cũng 60% off, cười lại đấy. Rồi game hay thứ hai mình cũng chơi rồi là Mad Max. Rất hay luôn nha. Và Payday 2 nè. Payday 2 thì khỏi nói, game cướp ngân hàng 60.000 cũng đáng, mà có được lấy free rồi nên thấy trò này cũng không đáng lắm. Và game thứ này nè, đấy, Fortnite 3. Cái đợt này Fortnite 3 mình thấy là cái trò đáng đồng tiền nhất á. Nếu như bạn nào mà chưa chơi, mình thấy là game này là game đáng đồng tiền nhất. Tại mình là fan của cái dòng game Fortnite mà, nên biết trò này nó hay tới mức nào. Mua bản thường thôi chơi cũng được rồi, không cần mua bản nhiều đâu. Video A nè, khá là nhiều game hay trong đợt sub special như thế này nè. Các bạn thấy lên, các bạn check hàng ngày, có thể theo tuần cũng vậy, theo tuần hình như nó cũng có cái đợt sale riêng của nó. Ok, thì cái việc thứ hai á, đó chính là mình muốn nói tới một cái vấn đề khác cho các bạn đó, đó là về cái level Steam cao quá có gọi là tốt hay không. Để ví dụ như vậy nha, các bạn lên level cao để các bạn làm cái gì? Ngoài được hai thứ, đó chính là ngầu hơn với người khác, với lại là làm đẹp cho chính các bạn theo cái thú vui của các bạn thôi. Đó là theo mình thôi, theo thú vui của những cái người mà thích đi ráp tháp thẻ đó. Các mình cũng đã từng làm cái vụ ráp thẻ này cho các bạn rồi, nên biết các bạn chỉ cần vô đây coi đầy đủ thẻ rồi ráp thôi. Nhưng mà thường thì mình thấy những người mà level cao thường nha, thường là những con người mà liên quan tới cái việc mua bán hoặc là những cái người mà tạo ra sự kiện. Ví dụ như những cái người như thế này nè, ông Legendary này nè, là ông hay tạo sự kiện đồ ra này nọ rồi cho game này nọ đó. Mấy người đó là người vậy, người ta cần những cái Steam level cao để chứng tỏ rằng là người ta vậy, như là nói chung mình cũng dùng từ, mình cũng không biết dùng từ sao nữa, nhưng mà họ nói là dạng như làm ngầu hay cũng không biết nữa. Nhưng người khác có thể tin tưởng mình hơn là rằng là cái tài khoản của mình là không có phải là thuộc loại là scam này nọ. Tại thường là những cái người mà scam á, thường là những cái nick mà dạng giống như clone vậy, tạo ra chỉ để đi lấy đồ, các thứ, đi lừa đảo các thứ thôi. Nhưng mà level Steam bây giờ có quan trọng đâu. Vì cũng có một cái phốt nào đó của CSGO hồi đó mình có đọc á, cũng một người cũng ở Biên Hòa giống mình luôn. Đồng Nai Biên Hòa của mình nè, Steam của nó là level 174. Nick của nó nói chung là về cái kho đồ của nó cũng đáng giá tiền tỷ. Không phải tiền, nó tiền tỷ không đúng không, mấy trăm triệu á. Nói chung nó mà bán thì nó cũng sẽ tiền cũng nhiều lắm, nhưng mà nó lại đi nó lấy đồ người khác, nó lại đi lừa đảo các thứ, rồi sau này nó trốn ở nước ngoài luôn, không ai liên lạc gì hết. Thì các bạn nghĩ đó, thì sau việc đó thì người ta cũng chỉ nói là Steam, level Steam chỉ là một con số thôi, nó cũng chả có gì quan trọng lắm. Chỉ có chủ yếu lên level cao thì các bạn sẽ được như thế này nè. Đấy, cái artwork nè, các bạn được mở nhiều thứ ở trong đây, các bạn có thể tùy chỉnh được nhiều. Level 10 thì các bạn mở được một cái, level 20 một cái, 30 một cái, 40 một cái này nọ. Mình thì đủ hết rồi. Lên 100 là nói chung là đầy đủ hết rồi á. Đúng không? Mình đếm 1 2 nè, 3 4 5 6 7 8 9 10 ở hơn 140 cũng nhiều. Mà các bạn làm gì mà làm hết được cái này, đúng không? Để cho nó chật mình để mấy cái thôi mà thấy nó kéo dài thấy bà luôn. What? Thì mình nói lại đó, nó cái Steam level đó nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Cái một cái art Steam mà theo mình nghĩ á, là hoàn chỉnh nhất đó là mình cũng đã thử làm cho cái nick phụ của mình này nè. Cái nick phụ của mình theo mình nghĩ là nó đã hoàn chỉnh nhất có thể rồi. Này đây, nó là con boss của mình đó. Đây, bạn có thể nhìn thấy nó là đang là level 20, là một cái level mình nghĩ là tốt nhất. Các bạn có thể kết được rất là nhiều bạn, nhưng mà tại nick này mình không có chơi nhiều nên mình không có kết bạn nhiều thôi. Mình chỉ kết bạn cho một đứa bạn, người bạn của mình với lại cái nick chính của mình thôi. Các bạn có thể là tạo ra hai cái artwork của hai cái kiểu như edit profile đó, các bạn làm được hai cái. Các bạn có thể làm được cái artwork dài như thế này. Và thay vào đó các bạn là thay vì up level đó thì các bạn, mình thấy cái nick mà tốt đó thì các bạn nên chú trọng vào ba thứ thôi. Chú trọng vào ba thứ đó chính là nạp $5 vào mua game, và sau đó các bạn có thể tự do mà mua bán được ở trên Steam Market nè. Đấy, thì các bạn có thể tự mua, thì mình đã có từng làm một cái clip về mua bán ở đồ này nọ rồi, nên bạn có thể coi lại nó. Mua đồ ở trên đây được, rồi sau đó các bạn có thể bán đồ ở trong kho đồ của mình đi. Thì cái thứ hai là các bạn phải, cái mà quan trọng thứ hai là các bạn phải cài Steam Mobile, là cái đồng để xác nhận điện thoại đồ này nọ, xác nhận trao đổi, xác nhận mua bán này nọ. Cái thứ ba đó thì cái này là phụ, nhưng mà mình nghĩ cũng được, tại vì đó là cái level 20 này cũng kết được nhiều bạn rồi. Mình thấy có một người mà level 2 cũng kết được 100 vài người bạn rồi. Không đến mọi người, hình như là mình gửi kết bạn người ta nó hạn chế, chứ còn hình như là người ta kết bạn với mình thì nhiều thì được. Level 20 thì mình nghĩ cái số lượng kết bạn thì cũng nhiều rồi. Nói chung nó đầy đủ, nó có thể kết bạn các thứ, nó cũng có thể làm đẹp các thứ. Nói chung là ở cái đích các bạn chỉ làm ba thứ đó thôi. Ba thứ mình nói lại là nạp $5 vào để có thể sau 30 ngày nó sẽ mở mua bán ra cho các bạn. Rồi cài Steam Mobile thì để có thể từ 7 cho tới 15 ngày thì nó có thể xác nhận mua bán này nọ nó nhanh hơn, khỏi phải xác nhận bằng Gmail để bị giữ lại 15 ngày này nọ nữa, đồ nó rớt giá này nọ. Và cái thứ ba là có thể làm đẹp để lại kết bạn được thôi. Một cái nick hoàn chỉnh như thế này thì theo mình nghĩ á, xong khi các bạn làm được ba cái điều hoàn chỉnh đó rồi đó thì các bạn nên để dành tiền và các bạn mua game chính bạn, các bạn chơi thì được hơn á. Chứ mình thấy level bây giờ cũng không quan trọng lắm đâu. Đó là chỉ những con người mà kiểu như mua bán rồi đồ này nọ, rồi kiểu rảnh với lại ráp thẻ thì mấy người đó thì level cao rồi, đúng rồi. Ok, thì clip của mình chắc cũng ngắn vậy thôi đó, chủ yếu là chỉ nói về hai cái vấn đề đó thôi. Thì còn một cái vấn đề nhỏ nữa đó là nhỏ xíu thôi. Đó chính là một số có bạn inbox hỏi mình đó là làm thế nào để có thể tính toán được cái dạng chính Steam của mình bao nhiêu tiền để có thể bán. Này này đó nữa thì mình giới thiệu cho bạn cái trang web này đó là Steam Calculator. Thì nhưng mà cái mình nghĩ là cái này nó cũng không có được lắm đâu, nên mình tại mình nghĩ mình chỉ thấy gì đó, giờ chỉ có cái Steam Calculator là thấy nó có tìm hồi đó mình có vô một lần rồi, có vô một cái trang web của một người nào đó một lần rồi mà mình thấy trang web đó là nó được nhất. Ở đây thì giờ nó kiểu nó làm lại rồi các thứ, giờ mình không biết cái trang web nó nằm ở đâu luôn. Lâu rồi mình cũng không có vô nữa. Các bạn vô cái Steam profile của các bạn nè. Các bạn nhấn copy paste URL nè. Bạn lên trang web này. Dán vào thôi. Đó. Thì nó hiện ra cho các bạn rằng là tài khoản của các bạn là đang có cái trị giá cao nhất nha. Mình nói cao nhất luôn á, là mình đang là 1.000 đô, 1.900 mấy, gần 2.000 đô. Nhưng mà 2.000 đô này nó không phải là con số thực, các bạn hiểu không? Tại vì có nhiều cái game mình lấy free này, giống như game này nè. Mình đã lấy free nè với giá 1 đô là nó cũng tính vô, thấy không? Cho nên mình đã từng thấy cái này rồi, mình mấy ngày trước cũng có đường lên đó là mình coi đâu nếu cái nick vậy thì nếu bán ra mà nếu mà cái giá thấp nhất á, thì cũng khoảng từ 500 tới 600 đô. Nếu mà nick của mình á, nếu mà cái giá thấp nhất luôn á thì cũng 500 đô. 500 đô là 500 đô, 600 đô cũng khoảng 10 triệu. Thì tính vậy thôi. Chứ còn cái nick để các bạn nghĩ sao mà nó 2.000 đô được, các bạn hiểu không? 2.000 đô nó lớn lắm. Chẳng lẽ 40 mấy, gần 50 triệu. Làm gì cái nick Steam của mình là làm gì tới 50 triệu được. Đúng không? Cái game mà lấy chùa hoặc là mua giảm giá này nọ nó cũng tính theo cái giá gốc luôn. Cho nên nhiều lúc mình thấy trang web này cũng chưa đúng lắm. Để cái này đến giúp mình coi lại rồi mình ghi lại trang web mới cho các bạn. Vô làm dễ lắm, chỉ cần đưa cái link của nó là xong à. Nó tự động tính toán cho các bạn luôn. Ok thì clip của mình cũng tới đây thôi đó. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.